Mấy bộ yên tâm, cứ vui chơi xả láng. Thiệt nha. Tôi hỏi thiệt nha, mấy bộ xin phép người lớn Chết chưa? rồi. Người lớn hả? Không có xin. Ủa, bộ không xin ba má thiệt hả? Tôi trốn á. Ông này kỳ quá à, sao không Trời xin đi? ơi. Xin thì phải trả lời cả trăm câu. Đi với ai? Đi ra sao? Ngủ với ai? Ngủ chỗ nào? Tắm với ai? Tắm chỗ nào? Trời ơi. Tối tăm mặt mũi luôn á. Thôi, tới nơi nhớ gọi điện về cho ba má nha. Tuân lệnh lão Phật dạ. Ba má tôi á đi công tác rồi, tôi tự đi luôn. Kệ. À, tới nơi á thay mặt ba má bà, tôi sẽ quánh bà một trận. Còn lâu. Tôi á, tôi có ý kiến vậy. Đi chơi á là chỉ có vui chứ không có khóc. Các bạn đồng ý không? Đồng ý. Ơi, ngủ một giấc cho đã. Dạ, tụi con tới nơi rồi ba. Dạ, gì đâu? Tụi con đã ở khách sạn của chú Chính. Chú Chính nói với tụi con rồi. Ba yên tâm nha. Phòng này rộng thoáng, độc quyền cho con gái đó nha. Không được. Tôi phải ở đây. Hả? Đúng đó, ba bà phải ở chung với thằng Choát. Còn tôi là sếp, tôi ở riêng. Hả? Ông tính nhốt tôi chung với ba con cặp cái này hả? Cút đi. Mấy bà ở đâu? Tôi ở đó. Nè, em ăn sô-cô-la, lấy em kem dâu nè. Ê, cho kem dứt. Ôi ê, lên sữa. Anh kèm miếng sữa nữa nha. Em sữa. Để từ sữa chứ. Tôi nghĩ cho bà miếng sữa. Ngon quá. Để tôi đút cho bà nha. Nè. Bài đúng là bộng. Cậy nha. Cắn nhiều. Ngon không? Nè, tôi đút bạn nữa nè. Anh kem dâu nè. Ủa, nó sao vậy? Sao tự nhiên chạy ra ngoài đó? Đến. Có chuyện gì vậy? Thôi tôi về, tôi mới ở đây nữa đâu. Vâng, sao vậy Linh? Linh. Bây giờ em lên đi. Đừng có nhanh. Em từ từ đi. Em bây giờ. Lên. 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 Lên xe tôi chở. Ê, gì chắc bẻ. Bị gì vậy? Lên. Lên. Em lên đi tôi chở cho. Lên. Lên xe ngồi đi. Lên xe lên. Chuyện gì vậy? Ăn trộm hả? Nằm mơ hả? Gặp gì mà sợ dữ vậy? Cho tôi miếng nước đi. Nằm mơ thấy gì vậy?
Nói nghe coi. Bộ sao vậy? Vô ngủ đi. Ngoài này gió, dậy cảm lạnh lắm. Bộ vô đi, kệ tôi. Nhưng mà chân bà Linh không trắng bằng phốt. Không dám đâu. Nhìn nè. Chân bà Linh dài nhất. Không có chân phốt. Chân bà Phúc ngắn nhất rồi. Ngắn chỉ tôi hai bồ thôi. Chứ tôi cũng dài nhất lớp chứ bộ. Tụi mình sau này làm người mẫu được đó. Còn bạn ba má tôi cũng làm người mẫu. Chân dài y như chân tụi mình. Làm người mẫu chân dài thì đúng rồi. Nhưng mà cái bộ không có ngon đâu nha. Ẹo qua ẹo lại vậy nè. Mệt lắm. Mệt kệ. Nhưng được nổi tiếng mà. Nè coi nè. Tăng tăng tăng. Mắt nhìn thẳng. Chân dắt qua dắt lại. Đâu. Lên đây lên đây. Ừ. Lên đây. Ngon. Ngon thiệt á. Ăn từ từ thôi. Không mất nghẹn chết á. Dễ ăn vậy đi. Coi chừng việc chắc ăn hết bây giờ đó. Chào bà ta quý dữ. Không cho chúng nó thoát. Mấy bà ấp bất dân lành hoài à. Nè. Chỗ này ăn ngon quá ha. Ê của tôi. Ai dành của bà đâu nè. Ăn nhiều quá chắc nè. Lên đâu rồi ta? Đi đâu vậy? Ông Vũ. Ủa? Linh. Tôi giết ông. Điên đi. Tôi giết ông. Linh. Có chuyện gì vậy? Linh. Có chơi Duy ở đây không? Duy giết não ở đây, về đi. Trời ơi, bà chằn này. Tự nhiên bà Linh với ông Duy biến mất tiêu. Kỳ quá à. Làm gì mà nóng ruột vậy? Bà ghen hả? Cái gì? Bà mà cũng nghi tôi nữa. Cái ông Duy đó ai mà thèm ghen. Nhưng mà có điều, tự nhiên bà Linh biến mất tiêu, tôi thấy là lo. Lại cái ông chết này nữa. Tôi nói có đi. Bà Linh đâu rồi? Còn ngồi ngoài biển á, nói hoài mà không chịu vô. Phúc, ngồi xuống đây tôi nói chuyện. Có gì không? Bà Linh có chuyện gì vậy? Tôi có biết gì đâu.
Đôi khi tôi thấy bà Linh giống như bị tâm thần vậy đó, cứ khóc lóc tùm lum mà. Bột không về, tôi cũng không về. Tôi đứng ngay chứ đâu có chạy đi đâu đâu mà bột sợ. Về đi. Thôi, thì kệ bột. Má! Má đi công tác là vậy hả má? Con... Mai! Lại nhà không ngủ được hả? Khóc hả? Ba tôi bồ bịch, ba tôi cũng bồ bịch, chắc là tôi cũng chết thôi. Sớm tịch mơ đã bắt người ta dậy rồi. Bộ cả đời chưa thấy mặt trời mọc sao phải đi coi. Vậy đó, tưởng ra đây ngắm công chúa hoàng tử thì còn được. Lem bem. Không thích thì quay vô mà ngủ. Bẩm lão Phật gia, nô tài không dám. Vậy phải được không? Quen. Đó. Ông đẹp trai sắp xuất hiện rồi kìa. Đâu? Đẹp quá ha. Trời ơi. Có được không? Mà đến ba bà là đánh nhau chết luôn á. Hai ông còn lại để cho mẹ tha quả rỉa hả? Nô tài không dám. Thôi thôi, mấy người đứng vô đi. Tôi chụp một bộ làm kỷ niệm. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tâm tiên. Bộ có chuyện gì sao không cho tụi này biết? Tôi không muốn giấu các bộ chuyện gì hết, nhưng mà chuyện này không nói được. Ê, ra ngoài tắm đi, vui lắm. Má! Kìa, Hoài. Chuyện người lớn là vậy đó hả má? Con. Hoài. Hoài. Con ghét má. Đứng lại con. Con ghét ba má. Nghe má nói nè, ba má đã không còn thương nhau nữa. Không còn thương nhau là có thể lừa gạt nhau hả má? Không. Sao má không bỏ con luôn đi? Con à. Anh kể. Con. Hoài. 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 Bà sao vậy? Bà tính về hả? Trời ơi, bà điên hả? Giờ sao về nữa? Má bồ làm vậy chắc có lý do đó. Lý do gì?
Ba má tôi lừa gạt nhau. Lừa gạt tôi chẳng qua là vì họ ích kỷ, chứ lý do gì đâu. Bộ có làm ầm lên cũng vậy thôi. Ba má bộ cũng không thương nhau lại được nữa. Bộ hiểu không? Tôi tưởng mấy bộ hiểu tôi, thương tôi. Ai vậy mấy bộ cũng ích kỷ với ba má tôi vậy? Chính bộ mới ích kỷ. Tại sao bộ không nghe ba má nói? Bộ sợ phải không? Tôi không sợ. Tôi không sợ, bộ hiểu không? Hoài, có chuyện gì vậy? Hoài bỏ đi rồi. Tìm lẹ lên. Hoài, bà không được đi. Tôi đi hay ở thì có liên quan gì tới ông? Ông đi đi. Bà về với ai? Giờ ba má bà không có ở nhà, người giúp việc á thì tranh thủ nghỉ xa hơi. Bà về đó làm gì? Kệ tôi đi, liên quan gì tới ông? Ông đi đi, cút đi. Tôi nói bà không nghe. Giờ nghỉ chơi nhà ra luôn đi. Bà thích đi thì đi đi, đi đi. Gì? Hoài đâu rồi? Về thôi, tốn công vô ích. Nhưng mà bà đi đâu? Đi. Duy. Mấy bà sao lớn quá vậy? Trời đất, đẹp hết sảy luôn. Ông có mà Phúc biết vậy hả? Người nước hoa pháp thơm ghê bác. Trời ơi, ông kia đi. Thôi không dám đâu, người ta là Việt Kiều rồi mà. Đi. Hai ba vô. Ủa, vị chất đâu rồi? Mổ đây, mổ đây. Nè, các bà chân dài kia, tại sao thằng Duy đi Pháp về thì ra đón ầm ầm, còn tôi đi Hồng Kông về không ai ra đón? Ủa, ông đi Hồng Kông hồi nào? Trời đất, trời ơi, tôi đi học làm tóc 2 năm rồi mà bây giờ mới hỏi đi hồi nào? Ai biểu không khai báo? Đúng rồi, phải phạt một trận mới được. Thôi thôi, bây giờ á, tôi á sẽ thưởng cho mỗi bà mỗi người một cái hôn. Cái ông này thơm, thơm mùi chân dài, dễ thương rùng rợn luôn. Lớn rồi mà còn đánh đầm. Thôi, bây giờ đã có đầy đủ mặt mọi người rồi. Vô một cái đi. 2, 3 vô, vô, vô. Bây giờ khai báo nhân thân cái. Duy đương nhiên học thầy Trang rồi. Còn tôi tiếp bước cho anh làm người uống tóc. Còn mấy bà làm gì? Hoài, bà làm cái gì? Tôi học quản trị văn phòng. Hay đó, con gái mà học văn phòng vừa nhàn thân
vừa đắt chồng. Cũng không thích gì. Nhưng tại ngày xưa lười học quá, nên bây giờ không đậu được vô trường nào mình thích hết. Còn bà thì tất nhiên vô trường nhạc rồi. Không, tôi học mỹ thuật công nghiệp. Kỳ vậy? Giỏi nhạc, đi học vẽ. Bó tay bà luôn. Người ta nhiều tài chứ bộ. Nô tài ngu muội, xin lỡ Phật gia xá tội. Còn bà, sao ngồi im ra vậy? Nói nghe coi, bây giờ đang làm gì? Lương bổng ra sao? Tôi hả? Không đâu ra đâu hết. Tôi học nhiếp ảnh, bán chuyên nghiệp thôi. Giờ làm ở tiệm ảnh chán lắm. Tôi thích học nhiếp ảnh lắm đó. Khi nào rảnh chỉ tôi nha. Khỏi đi, chỉ cần ông sắm mấy ảnh xịn, chụp vài ba lần là dư sức thành nhiếp ảnh. Học chi cho mất công. Giờ đến lượt tôi hỏi nè, bây giờ ông về đây định làm gì nè? Đoán thử coi. Tôi tính mở một câu lạc bộ người mẫu, kiêm luôn thiết kế và tổ chức biểu diễn. Hoành tráng dữ ha. Chứ sao, tôi quyết định trở thành đệ nhất bầu show thật là hoành tráng, và ba bà phải là người mẫu cho tôi. Hả? Thiệt không? Vậy khai giỡn vậy? Thiệt chứ, Duy này có bao giờ nói giỡn đâu. Nghe trẻ Duy này nói đã quá. Vô cái coi. Hai, ba, vô. Lão Phật gia sao giờ này đến đây? Wow, thích chàng rồi hả? Khai ra mau. Thích thì sao, phạm pháp hả? Ủa, bà tưởng mình bà thích thôi hả? Tụi tôi cũng thích nữa nè. Mặc kệ, chim trời cá biển, ai nhanh người đó được. Bà này ghê quá ta. Bà nhớ nha, bà thích ông Duy đó, không được chối đâu nha. Ủa, má bà đâu? Má vẫn làm vậy hả? Vẫn. Bữa nay sớm nửa tiếng, bữa sau buồn nha. Sao má nói với con là má không làm chuyện đó nữa mà? Không làm sao được hả con? Con còn phải đi học, rồi còn hàng trăm thứ tiền khác nữa. Phúc, lên đây, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Nhanh lên đi. Có chuyện gì vậy Duy? Tự nhiên thấy nhớ quá sinh tố quá, ra đó ăn nha. Làm người ta hết hồn à. Cho hai ly bơ. Tự nhiên nhớ quá sinh tố mà hồi nhỏ tụi mình hay uống quá. Vậy sao không kêu tụi nó tới đây uống luôn? Bộ Phúc không muốn ngồi riêng với tôi hả? Mấy hôm nay Duy cứ nghĩ
sao mình lại không lập một công ty? Chí ít cũng là câu lạc bộ người mẫu. Ba bà sẽ là nòng cốt, tay việc choắt giao cho phần tóc tai là ok. Ý tưởng thì hay rồi đó, nhưng mà không biết là có làm được không? Yêu được phúc mới khó, chứ lập công ty thì nhầm nho gì. Nói gì vậy? Sao vậy? Thôi nha, còn nói nữa là tôi cắt lỗ tai luôn đó. Nói tầm bậy bạ không à? Bà chẳng bà chẳng hả? Phúc, có chuyện gì vậy Thím? Biểu má mày đóng tiền nhà cho Thím trễ gần nửa tháng rồi. Nhưng mà má con đóng tiền rồi mà. Đóng hồi nào? Tao nhắc bà mấy lần rồi, có ăn thua gì đâu. Dạ, để con nói với má con, Thím thông cảm nha. Lần này nữa thôi nha, không tao cho người khác thuê á, nhà này nhiều người thích lắm rồi đó. Dạ. Tối ngày lượn lờ ngoài đường, tưởng kiếm được nhiều tiền lắm chứ, quá là có mấy đồng tiền nhà cũng không có. Bữa nay tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về công việc sắp tới. Câu lạc bộ tụi mình sẽ tên là Sunny Hot, mùa hạ nóng bỏng. Mà ông lấy người mẫu đâu ra? Người mẫu ở thành phố này đều vô hệ SA hay là tóc màu đen không à? Hoạt động tự do, có khi có mấy nhóm tuổi teen, nhưng mà chỉ toàn kẹt học hành không à? Cái khó bây giờ là tìm đâu ra nguồn người mẫu, còn siêu mẫu nữa chứ. Các show lớn nhỏ đều cần phải có vedette, và vedette thì phải là siêu mẫu hoặc là siêu đẹp, chứ cỡ như mấy bồ thì không đủ tiêu chuẩn. Chê người ta hả? Chê sao kêu tới đây? Chê, tụi tôi về. Ê, giỡn chút thôi mà. Giỡn? Mấy bà tính bỏ đi thiệt hả? Bây giờ tôi không nhờ vào mấy bà thì nhờ ai bây giờ? Mở câu lạc bộ bây giờ cũng chẳng còn mới nữa. Tôi nghĩ mình đã làm sau người ta thì nhất thiết phải nghĩ ra một cái gì đó hơn người ta mới thắng được. Ông dự định đặt tên câu lạc bộ là gì? Sunny Hot, mùa hạ nóng bỏng, được không? Con gì mà kỳ cục vậy? Ông hot hay là tôi hot? Thì tất nhiên là mấy bà hot, chứ tôi hot thì được gì? Đâu có đâu, người ta hot lâu rồi mà mặt ông vẫn còn lạnh như kem kìa. Nè, mấy bà đừng có du quan với bác. Tôi muốn tụi mình sẽ bao sơn trọn gói cả một show diễn, cung cấp người mẫu, tổ chức luôn cả show diễn và liên hệ quảng cáo sản phẩm. Thỉnh thoảng tụi mình ra mắt bộ sưu tập riêng của mình. Trời, ông tính quy mô lớn vậy hả? Chứ sao, đã làm thì làm cho tới luôn. Tạm thời mình cứ dùng chỗ này. Đến gần Tết mình sẽ chuyển qua tòa nhà văn phòng. Ông bạn của ba tôi làm chủ đầu tư ở đó, ông hứa sẽ cho mình thuê với giá hữu nghị. Chở tôi tới đây làm gì vậy? Ông này không có biết cái gì hết trơn á. Trụ sở Sunny Hot đây nè, có được không? Ngộ quá ta, thuê hả? Mắc tiền không? Đây là trụ sở cũ của ba tôi, mình chỉ dùng tạm thôi. Tạm mạng dày, không biết là thiệt tới đâu nữa. Thôi em đừng có khen nữa, lỡ mũi ông Duy phồng lên rồi kìa. Thôi, vô coi đi. Hả? Mà bà Phúc đâu? Không gì chứ hỏi tôi hả?
Di hả? Tôi qua lầu mắm hôm trước mình ngồi đi. Mấy bà la sát đang ngồi đây nè. Sao không báo sớm? Chợ có đi không? Đi mà. Người ta có tâm hồn ăn uống chứ bộ. Đợi tí nha. Mày mày chết rồi. Tụi mày quên chết rồi tụi tao. Mấy người ơi, mày đánh má tôi vậy? Má mày á, nó có nói được gũi thằng nào nó đẻ ra mày không? Đó là giúp chồng người ta. Má tôi ra. Tôi ra. Mày đi đây. Tao. Chưa có nói đẻ hả? Đừng giết má tôi nữa mà. Giết chồng ba hả? Tôi xin mấy người. Người ta má tôi ra. Thôi đủ rồi. Lần này tao tha nghe. Buông ra. Giết sống chồng tao nữa. Tao giết. Đi tụi bay. Cô có sao? Cô sao không cô? Con không sao á. Tôi thấy bà Linh nói đâu có sai. Cái mẫu tuổi tiên có thể chưa như ý mình muốn. Nhưng mà mình đâu có nhiều tiền. Với lại mình có thể đào tạo được mà. Tôi biết. Nhưng không có siêu mẫu thì không có cách nào thu hút được người ta đâu. Tôi hiểu ý ông. Nhưng tạm thời đừng có mời siêu mẫu đắt tiền. Có thể phá sản đó. Mình phải chịu chơi thôi. Chứ cứ lẹt đẹp hoài, dở dở ương ương, chán lắm. Ủa? Sao giờ này bà Phúc chưa tới nữa? Ừ. Để tôi gọi điện thoại. Đi đâu vậy không biết nữa. Bà Phúc này, kỳ. Gọi không được hả? Gọi hoài mà không bắt máy. Cái bà này thiệt tình. Con lại má. Má bỏ cái nghề này đi. Cực lắm. Nhục lắm. Má nghe con đi mà má.
Alo. Anh tới quán tôi ngay nha. Bạn gái anh sai quá trời rồi nè. Bạn gái nào? Chứ ông gọi lộn số rồi đó. Lộn làm sao được. Số của anh có phải là 0938 963 798. Dạ đúng rồi. Nhìn cổ ra sao? Mặt mũi thì tôi không có để ý. Chỉ thấy là chân cổ dài cả sải á. Tôi tới liền. Đang ở đâu vậy? Quán gì út đường bờ kè nè. Dạ dạ dạ. Cái này của ông hả? Không của tôi, chứ của ai nữa. Sao? Tôi thấy mẫu đẹp, đường nét tinh tế, nhưng hơi kỳ kỳ, không giống ai hết. Thì phong cách riêng của tôi, giống ai sao được. Tôi tính tổ chức nguyên một show diễn thời trang thật là hoành tráng, để ra mắt bộ mẫu này luôn. Đảm bảo sẽ gây sốc mạnh. Tự tin quá ha. Mình chưa được cấp giấy phép hành nghề, tổ chức biểu diễn như vậy cũng phiền phức lắm. Sở văn hóa lại kiện mình đó. Cái đó thì khỏi lo đi. Chỉ là một show diễn miễn phí trên sàn tập của ông già tôi, thì chẳng có ai đụng đến mình đâu. Sao bộ tới trễ vậy? Cái bộ phờ phạc quá à. Mấy bộ đừng lo cho tôi. Nó sao vậy ta? Tới làm chi vậy? Tôi qua Phúc gọi tôi có đúng không? Đến đây chỉ hỏi vậy thôi à. Không. Tụi mình đi dạo chút nha. Chọn chút đi. Hồi còn ở bển, tôi toàn đi bộ tới trường. Được cái đường phố bên đó sạch sẽ, yên tĩnh lắm. Biết khi nào mới được như vậy. Có ai được may mắn như Duy đâu. Ở Pháp, con gái chắc là đẹp lắm ha. Tha hồ mà lựa chọn. Chọn cái gì? Còn giá đò nữa. Tôi nói thiệt đó. Tôi qua đó chỉ lo học hành, chứ có biết gì đâu. Vậy hả? Xuyên học, vậy sao cứ để tụi này rình pizza hoài vậy? Hồi xưa còn nít, biết gì. Hồi xưa con nít chưa biết gì. Bây giờ lớn rồi thì nhớ Phúc. Xạo quá. Duy nói thiệt đó. Nhớ mình tôi thôi hả? Ừ. Nhớ một chút. Xạo quá à. Mình về đi Duy. Sao vậy? Về. Có chuyện gì vậy? Vậy tôi về. Phúc.